Xin chào các bác anh chị nhá. Hôm nay em lại tiếp tục quay cho các bác một cái giống cây ăn quả, có thể nói là trong vài năm gần đây thì rất là hot đấy. Cái cây giống này là em đang quay cho các bác là cái cây giống vú sữa hoàng kim các bác nhé. Đấy. Hiện tại thì vú sữa hoàng kim được rất là nhiều bà con yêu thích trồng, nhưng mà tuy nhiên là cây vú sữa hoàng kim này hiện nay đang được trà trộn và giao bán lẫn với một số cây có cái hình ảnh của nó khá là sát với cây vú sữa hoàng kim các bác nhé. Đấy, nhiều bác nào mà chưa tìm hiểu về cây giống vú sữa hoàng kim thì cũng không thể nhận biết được là cây thật hay cây giả các bác nhé. Vú sữa này thì hiện tại đang được khoảng tầm 40 phân rồi các bác, 40 phân này, khá là đẹp các bác ạ. Bác nào là đang muốn trồng cái cây giống vú sữa hoàng kim chuẩn nhất thì có thể liên hệ em nhé, thì em sẽ tư vấn và báo giá cho các bác một cái giá tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.